Xin chào anh em Mình là Thắng Thì hôm nay quay trở lại với anh em Trong video ngày hôm nay thì mình có một con mèo bằng gỗ cẩm đuôi công Thép 80 CRV2 nhập Mỹ Muốn quay giới thiệu và review cho anh em xem Con này thì mình làm cho anh Lê Tú ở Hà Nội Anh có đặt mình một cặp Một con nữa thì lưỡi chưa về Mình làm con này trước Thì mình sẽ cho anh em ngắm qua tổng quan về cái con dao này ngắm qua trước một phát rồi lại ấy lại review mình phải lấy cái khăn này che bớt phần vân của bàn này nhìn cho nó đỡ nổi đây. nhân vật chính của chúng ta đây Đấy. Cán vỏ cẩm đuôi công Chun sụn Cán đuôi công đây Bắn tia Đã lên bốn cái đai đồng Giấy đeo Đó Thì Mình sẽ đi nói sâu hơn Về phần cái phần vỏ vỏ cái Phần vỏ dao Anh em có thể thấy tia đuôi công bắn đấy con này mình làm form to bình thường một tí Lưỡi to hơn đã đành mà cái form vỏ mình cũng làm to hơn tí Vì là đôi công nó bắn kín hết mà Bây giờ mình bỏ bớt đi thì nó phí lắm Đôi công con này đặc biệt hơn tất cả những con trước đây mình từng làm ở chỗ là Đôi công nó to nhưng mà bắn tia nhỏ Đây đôi công thì cái phạm vi bắn tia nó thì to nhưng mà tia tia nó bắn ra rất là bé Đặc biệt ở chỗ đấy Rất là đẹp cầm đuôi công màu vân này thì cực hiếm rồi Bây giờ tìm khó lắm cặp này trước là mình mua của ông anh làm tranh để xuất đi Trung Quốc cặp này trước rộng 12 dài 2 phân 2 cơ về bỏ bớt đi lấy phần đẹp không thì còn còn từng này đấy anh em xem phần đuôi công đấy nét nền nẹt luôn cái hàng này bây giờ không dễ kiếm đâu anh em ạ nó nét mà nó đều phần đuôi công nó bắn đều không phải chỗ dày chỗ mỏng không phải chỗ ít chỗ nhiều mà nó như kiểu vẽ ra anh em xem phần phỏ cán ấy. đẹp long lanh luôn đuôi công kiểu này bây giờ tìm đâu ra được đợt này gỗ uh... chắc đuôi công của mình cũng gần hết rồi còn có một hai cặp nữa thôi, tìm mua cũng không có, gần một tháng nay mua gỗ hỏi anh em đều khan hàng rồi, gần tết xuất khẩu sang Trung Quốc hết, hoặc là có hàng là người ta ta cũng giữ để làm, chứ cũng không không có ai người ta bán lẻ ra hết, đó, đến phần lưỡi dao, đây, miệng dao làm rất là cân đối. Anh em xem đấy, Đuôi công và bắn tia kiểu này thì mình gọi là kinh dị chứ Đây, đến phần lưỡi dao Lưỡi thép 80 CRV2 nhập Mỹ do thầy Vinh rèn Đã mài bén và bóng gương Anh em xem đấy lưỡi này rất là phẳng và kỹ Đây. sống con này dày gần 8 ly nó bảy hơn 7 ly một tí thon dần về mũi đầu này chỉ còn 23 ly thôi 2 ly thôi dáng dao của thầy Vinh thì bao giờ cũng thế nó rất là uyển chuyển nó kiểu nó cứng cáp nó nó dày dặn chắc chắn còn của ông Vinh ông ông khiêm thì lại theo cái kiểu là nó mỏng manh hơn nó kiểu nói chung anh em nhìn so sánh lưỡi thì biết chứ mình cũng không biết mô tả thế nào được tại vì mỗi người một phong cách mà hai anh em ruột cho nên là vẫn có nét giống nhau nhưng mà đi sâu vào thì lại có những cái nét khác nhau thép nhập mỹ 80 crv2 đợt này thì cũng vừa mới lấy thép về khâu đồng gò tách lưỡi thì mài cực bóng rồi cực bén này em xem như này là thấy cái độ bóng của nó này Ý. để như này mới thấy được cái độ bóng của nó đó làm sao mèo ít người mài bóng nữa trước mình mài có người có người còn bảo mình làm màu cơ mà nhưng mà kệ thôi làm cho khách hài lòng là được rồi mài bóng như này cực mất thời gian luôn sắc lâu kháng thủy tốt kháng thì tốt hơn bình thường mà nó không có động nước lại được đây mép lưỡi hạ mỏng đều từ trên xuống 27cm size to luôn bự luôn nó không phải là bé đâu vỏ cũng nói chung con này thì quá là đỉnh rồi từ chuôi vỏ đến lưỡi đều được tuyển chọn rất là kỹ càng mình ưng nhất vẫn là quả vỏ này giờ tìm không ra anh em kể cả muốn đặt cái vỏ cầm mà đuôi công mà cái kiểu bắn tia của này mình cũng chịu đuôi công kiểu khác thì còn có thể kiếm được chứ cái kiểu đuôi công to cái bản nó to mà tia bắn tí 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 thế này thì kiểu có một không hai rồi Đấy, khóa lưỡi rất là chắc chắn Thì đấy là con mèo mình muốn giới thiệu với anh em trong hôm nay Review đến anh em Anh em nào có nhu cầu làm thì liên hệ mình Đặt Mình sẽ săn tìm phôi gỗ Mình cũng có sẵn một vài phôi gỗ Trắc cẩm hương Nói chung Về gỗ quý thì tất cả mọi loại gỗ anh em muốn Thì gần như mình đều có thể săn được Trừ một vài loại gỗ nước ngoài như kiểu bocote hay là gì đấy thì nó hơi khó hơi hơi hiếm một tí còn gỗ trong nước thì mấy kiểu gỗ quý hiếm trong nước thì anh em muốn gỗ gì gần như mình đều có thể săn được cho anh em thì đấy là con mèo mình muốn giới thiệu anh em trong hôm nay cẩm đuôi công thép 80 crv2 nhập mỹ đai đồng khâu 4 khâu dây đeo đó hai 27 cảm ơn anh em đã theo dõi video ờ, anh em cho mình xin một uh đăng ký kênh để ủng hộ mình uh, gọi là ủng hộ tinh thần mình để mình có động lực ra nhiều video hơn và uh, nội dung ngày càng hay hơn, hoàn thiện dạng tốt hơn để góp ý giúp mình vì uh, cái đợt trước mình bật nên kênh đợt này nó hơi giảm tương tác thì uh, mong anh em uh, giúp đỡ. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Rường anh em.